ba ngày chú Tống trở về nước, bỗng một đêm bên cạnh mẫu ngôi mộ có mọc lên một cây văn tự. Chỉ trong một tuần, cây ấy mọc cao hơn 3 thước. Cành lá quấn quýt lấy nhau như một, có một đôi chim quyên ương bay lên đậu trên cành, giao đầu cùng yêu kêu thương. Rồi chúng sớm thương xót bảo nhau rằng có quan hồn vợ chồng hàng phùng quá sinh ra vậy, bèn gọi là cây ấy là cây tương tư. Vua Tống bạo ngược, quần thần có nhiều người can ngăn vua Tống căm giận, bèn để cung tên nó mỗi bên ở chỗ ngồi. Người nào đánh ngăn liền dương cung bắn chết, trong đó có một người mà bắn 3 người là Cảnh Thành, Đao và công tử Cần. Từ đó cả triều không ai dám can ngăn. Chư hầu gọi vua Tống là Kiệt Tống. Bây giờ vua Tề nghe lời Tô Đại sai sang sứ sở, sang sở ngụy ước cùng đánh Tống để chia ba. Vua Tần nghe tin giận nói rằng Tống có cùng Tần kết giao mà đánh ngoài Tề đánh, quả nhân tức phải cứu Tống mới được. Vua Tề sợ quân Tần cứu Tống, hỏi kế Tô Đại. Đại nói: tôi xin ngăn quân Tần để Đại Vương được thành công đánh Tống. Tô Đại bèn đi ý kiến vua Tần nói rằng: hai nước Tề đánh Tống, tôi xin có lời mừng quả nhân. Vua Tề cường bảo không khác gì vua Tống. Nay ước cùng sở ngụy mà đánh Tống, cái thế tất đánh lừa sở ngụy bị lừa tất phải quay về phía tây mà theo Tần. Như vậy Tần bỏ một Tống để giữ Tề mà thu lại được 2 nước sở ngụy, vậy nhà vua có cái lợi ấy nên tôi mừng. Vua Tần nói: quả nhân muốn cứu Tống có nên chăng? Đại đáp rằng: Kiệt Tống bị thiên hạ đem lòng căm giận đều muốn mất đi, mà một mình Tần lại cứu thiên hạ sẽ lại đem lòng công Tống mà đổi sang công Tần. Vua Tần nghe lời không phái quân đi cứu Tống đó. Quân Tề kéo đến đất Tống trước, quân sở ngụy cũng lục tục đến hợp. Tướng Tề là Hàn Yếp, tướng sở là Đường Muội, tướng ngụy là Mang Mạo. 3 người cùng họp bàn. Đường Muội nói: vua Tống dâm ngược, lòng người lì quá, ba nước ta đều có cái thù mất quân mất đất. Nên truyền hịch dân tuyên bố tội ác để chiêu dụ những dân đất cũ, khiến họ qua giáo lại mà đánh Tống. Hàn Yếp nói: hai ngài nói đều phải cả. Bên làm hịch dân kể 10 tội lớn của Kiệt Tống: một, đuổi anh cướp ngôi được nước không chính; hai, diệt đằng kim đất cậy mạnh lấn yếu; ba, tham công hiếu chiến xâm phạm nước lớn; bốn, túi da bắn trời có tội với thượng đế; năm, say sưa suốt đêm không hỏi đến việc chính;
Sáu cướp lấy người vợ quan dâm vô sĩ. Bảy bắn giết những bề tôi can ngăn, khiến những người trung lương phải ngậm miệng. Tám tiếm dương hiệu ngạo mạn tự tôn. Chín thiên lệnh nước Tần kết quán với các vương quốc. Mười khinh thần thánh ngược nhân dân không còn giữ đạo làm vua. Hệt dân đến đâu lòng người đều náo động. Ở những nơi của ba nước bị Tống chiếm được, nhân dân đều vui, không vui lòng theo Tống. Nên đâu đấy đều đuổi bỏ quan lại. Lên mặt thành tự giữ để đợi quân trời đến. Bởi vậy quân ba nước đến đâu được tới thắng đến thành Chi Dương. Vua Tống điểm diệt Sa Mạ, tự lãnh đạo trung quân, cách thành 10 dặm đóng binh để đề phòng giữ quân ba nước đánh núp. Hàn Yếp sai tướng bộ hạ là Lư Khâu sai mấy tên quân to tiếng đứng trên xe cao kể 10 tội của Kiệt Tống. Vua Tống cả dặn sai tướng quân là Lưu Mang ra thành đánh qua vài hiệp. Lưu Khâu Kiệm thua chạy, Lưu Mang đuổi theo. Kiệm bỏ hết xe ngựa khí giới lật đật chạy trốn. Vua Tống trên lũy trông thấy quân Tề đã thua, mừng nói rằng đánh lui được quân Tề thì sở ngụy chẳng còn làm gì được. Bèn đem hết quân ra đánh. Thẳng bức Chinh Tề. Hàng Nhiếp lại nhường một trận. Lui ra ngoài 20 dặm đóng trại. Sai hai quân Đường Muội mà Mang Mão chia ra hai đường tả hữu lẻn đánh mặt sau của Dinh Tống. Hôm sau vua Tống tưởng là quân Tề không thể đánh được nữa, bèn đem hết quân tiến đánh. Lư Khâu Kiệm dùng hiệu cờ nhà Hàn Yếp bày ra trận thế để chống giữ. Từ giờ thìn đến giờ ngọ đánh nhau hơn 30 lần, vua Tống quả nhiên là người anh dũng. Một tay chém chết 20 viên tướng Tề, binh sĩ chết mất hơn trăm. Tướng Tống là Lưu Mang cũng đã chết trận, Lư Khâu Kiệm lại thua to bỏ chạy, bỏ lại vô số xe ngựa và khí giới, quân Tống tranh nhau cướp lấy. Bỗng có thám tử báo rằng quân địch đánh núp thành Chi Dương, tức gấp. Hỏi dò ra là hai quân sở ngụy. Vua Tống cá giận dội quay quân trở lại. Đi chưa được 5 dặm bỗng có một đạo quân xông ra quát to lên rằng: thượng tướng nước Tề là Hàn Yếp ở đây, đứa hôn quân vô đạo kia sau đầu hàng đi. Hai tướng tá hữu vua Tống là Tái Trực, Phước Chí Cao đều đem quân ra. Hàn Yếp hân hái ra qua chém chết ngay Chí Cao ở dưới xe. Tá Trực không giao phong bảo hộ cho vua Tống vừa đánh vừa chạy. Về đến dưới thành Chi Dương, tướng giữ thành là Công Tôn Bạc nhận được quân mã của nhà, mở cửa cho vào. Ba nước hợp quân đánh phá, ngày đêm không nghỉ.
bỗng lại có một đạo quân kéo đến, tức là Tề Mân Dương. Sợ Hàn Giáp không thành công, thân sức đại tướng Dương Chúc, thái sử Hiểu dẫn 3 vạn quân tiếp sức. Quân Tống biết Ngô Tề thì thân đốc quân đều sợ hãi mà sinh nản lòng cả. Lại vì Vu Tống không thương quân lính, ngày đêm giữa dốc thúc canh giữ mà chẳng có ăn hưởng gì, nên đều quán giận tái trực bảo Vu Tống rằng: thấy quân địch rất mạnh mà lòng người lại sinh biến, chi bằng đại dương hãy bỏ thành tạm tránh đến Hà Nam rồi sẽ lo khôi phục sau. Vu Tống bây giờ trong lòng buồn bực, tức chí muốn đồ quá tranh dương đã nguội ngắt như tro tàn. Bèn than thở một hồi, rồi cùng tái trực nửa đêm bỏ thành mà trốn. Công Tôn Bạc dựng cờ hàng, đón Vô Tây vào thành. Vô Tây giấu yên trong họ, một mặt sai quân lính đuổi theo Vô Tống đến Ôn Ấp thì đuổi kịp. Trước bắt tái trực chém chết Vô Tống, nhảy xuống ngoài thần nông không chết, bị quân lính lôi ra chém đầu đưa về Chi Dương. Tề Sở Ngụy bèn cùng Diệt Tống chia đất làm ba. Khi quân Sở Ngụy nó đi rồi, Mân Dương nói: việc đánh Tống này công Tề nhiều hơn, vậy Sở và Ngụy sao được nhận đất? Bèn đem quân ngậm tâm theo sau đường mũi đánh úp quân Sở ở Trùng Đệ, thừa thắng tiến mãi, thu lấy cả đất ngoài Bắc, lại lấn đánh Tam Tấn được thắng lợi luôn. Sở Ngụy công dẫn Vô Tề phục ước, phụ ước quả nhiên đều sai sứ cầu phục nước Tần. Tần lại cho đón là cái công của Tô Đại, sai sứ đi dụ vua ba nước dạy lỗ Trần ép với xưng thần vào kiều. Ba nước sợ quay phải tưng. Mân Dương nói: quả nhiên chiếm yên diệt Tống, mở đất hơn nghìn dặm, đánh lương cắt sở quay lừng khắp chư hầu. Lỗ Vệ đều đã xưng thần, mai kia sẽ đem một toán quân lấy đất của hai nhà Chu, dời chính đỉnh đến Lâm Chinh Kỳ, xưng hiệu là Thiên Tử, để ra lệnh cho thiên hạ. Còn ai dám không theo? Mạnh Thường Quân can rằng: Vua Tống vì kiêu căng cho nên Tề mới đánh được, xin đại dương nên lấy nước Tống làm răn. Nhà Chu dẫu hèn yếu nhưng vẫn là vua chung thiên hạ, bảy nước đánh nhau không dám động đến vì sợ danh nghĩa. Đại dương trước kia đã bỏ đế hiệu không xưng, thiên hạ thấy thế được khen ngợi Tề là khiêm nhượng. Nay bỗng nảy ra cái chí thay nhà Chu, e không phải là cái phúc của nước Tề. Mân Dương nói: Vua Thăng đánh Kiệt, Vua Vũ đánh Trụ, Kiệt Trụ chẳng phải là thiên tử đó đâu. Quả nhân sao không bằng Thang Vũ, chỉ tiếc ngươi không phải là Y Doãn Thái Công đó thôi. Rồi đó lại thu tướng ấn có Mạnh Thường Quân. Mạnh Thường Quân sợ bị giết, bèn cùng tân khách chạy sang Đại Lương ở nhờ công tử Vô Kỵ. Vô Kỵ là con bé của Ngụy Chiêu Dương,
tính người rất khiêm tốn, lòng trọng kẻ sĩ, niềm nở tiếp tải thân khách. Một hôm đang ăn cơm buổi sáng, bỗng có một con chim cu bị con chim giao đuổi. Đổ chu xuống gầm bàn, vô kỹ che giấu con chim cu, thấy con chim giao đi rồi mới thả ra, không ngờ con dao ẩn ở trên nóc nhà, thấy con cô quay ra thì đuổi bắt mà ăn thịt. Vô kỵ tự trách rằng con cô ấy tránh nạn mà vào với ta, thế mà vẫn bị con dao giết chết, thật ra ta phụ con cô ấy rồi. Nghĩ vậy rồi cả ngày không ăn, sai các người tả hổ bắt chim dao được hơn trăm con, mỗi con nhốt vào một cái lồng. Vô kỵ nói chỉ có một con dao giết con cô kia, ở nào bắt tội lấy đến các con dao khác. Bèn cầm gươm đập lên những cái lồng mà khấn rằng: con nào không giết con cô kia thì hướng vào ta mà kêu lên, ta sẽ tha cho. Tất cả chim đều kêu dâng đến một cái lồng, con dao ở trong ấy gục đầu không dám ngửa trong. Bèn bắt ra giết chết rồi sai mở cửa lồng thả các con khác ra. Người ta nghe việc ấy đều rất làm kính phục, nói rằng: triệu công tử không nỡ phụ một con chim cu, khi nào lại nỡ phụ lòng người. Từ đó kẻ sĩ không kể hiền ngu đều đi theo về đông như chợ, khách ăn ở trong nhà cũng đến 3.000 người. Cũng như Mạnh Thường Quân và Bình Nguyên Quân, nước Mỹ có một ẩn sĩ là Hầu Danh, tuổi đã hơn 70. Nhà nghèo phải làm chức giữ cửa ở Duy Môn. Vô Kỵ nghe tiếng là người thân thiết và hay có kỳ kế. Người trong làng xem đều tôn kính, gọi là hầu sinh. Bạn đi xem đến tận nhà yết kiến, lấy 20 cân vàng kim làm lễ chào. Hầu sinh từ chối nói rằng: danh này yên phận nghèo để giữ mình, không nhận lấy của ai một đồng nào, nay đã già rồi lẽ nào lại vì công tử mà đổi tiếp. Vô Kỵ không thể ép được, muốn tỏ ý tôn kính cho tân khách biết, bèn đặt một cuộc đại yến đến ngày. Tôn thất và các tướng nhân võ nước Mỹ đều cùng các quý khách đều đến dự yến. Khi mọi người đã ngồi yên rồi, còn trống ghế thứ nhất ở bên kia, Tả Vô Kỵ bèn sai sắp xê thân hành đến Di Môn với hầu sinh đến dự yến. Hầu sinh lên xe, Vô Kỵ giấy mời ngồi trên. Hầu sinh không nhún nhường, Vô Kỵ ngồi bên cạnh để cầm cơm, ý rất cung kính. Hầu sinh lại bảo Vô Kỵ rằng: tôi muốn đến thăm một người bạn ở Chu Hội làm nghề mổ lợn ở trong chợ, công tử có thể cùng đi với tôi được không? Vô Kỵ nói: xin cùng đi với tiên sinh. Rồi đánh xe hoặc đường đi vào chợ, đến cửa hàng thịt, hầu sinh nói: công tử hãy tạm dừng xe để già này xuống thăm khách. Hầu sinh xuống xe, vào nhà Hợi. Cùng Hợi ngồi ở trước bàn thịt nói chuyện với nhau giờ lâu. Hầu sinh thỉnh thoảng lại vô nhìn Vô Kỵ, thấy Vô Kỵ vẫn ra ý vui vẻ không chán nản. Bây giờ mấy chục tên kỵ binh theo hầu, thấy hầu sinh nói chuyện mãi lấy làm tức mình, có đứa chửi dụng. Hầu sinh cũng nghe thấy, nhưng Vô Kỵ thì thấy Vô Kỵ vẫn vui vẻ, bèn từ biệt Chu Hợi lên xe ngồi trên như trước. Vô Kỵ từ giờ ngọ mãi đến giờ Thân mới về đến phủ. Các quý khách thấy Vô Kỵ đi đón khách
lại để chỗ trống để đợi. Không biết là vị du sĩ có tiếng nào. Mọi người đều đứng dậy chờ xem khách là người nào. Khi khách vào, chúng đều ngước nhìn xem, thì thấy một ông già râu bạc, áo mũ mộc mạc. Mọi người đều kinh kinh ngạc. Vô Kỵ dẫn hầu xin giới thiệu khắp mọi người. Ai nấy đều mới biết là người giữ cửa Di Môn đều không bằng lòng. Vô Kỵ mời hầu sinh ngồi ghế đầu, hầu sinh không hề nhún nhường. Khi uống rượu đã nửa chừng, Vô Kỵ tay nâng chén rượu mời hầu sinh đón lấy và nói rằng: "Tôi đây là một kẻ giữ cửa quan, công tử đã hạ mình đến đó, chờ lâu ở trong chợ lại cho ngồi trên các tân khách. Về phần tôi, thật là quá phận, sở dĩ tôi ra làm như thế là muốn cho công tử được tiếng là biết nhún mình quý kẻ sĩ như vậy." Quý khách đều cười thầm rồi tiệc tan. Từ đó hầu sinh là tượng cách của Vô Kỵ, hầu sinh nhân đó mà tiến cử Chu Hợi. Vô Kỵ mấy lần đến ý kiến, Chu Hợi tuyệt không đến đáp lễ, mà Vô Kỵ cũng không lấy làm quái. Đâu biết là người phục lòng quý trọng kẻ sĩ nhường nào. Bây giờ Mạnh Thường Quân đến ngụy ở nhờ Vô Kỵ, đồng thanh đồng khí nên tính tình rất ý hợp nhau. Mạnh Thường Quân vốn chơi thân với Bình Nguyên Quân Đức Diệu, khuyên Vô Kỵ kết giao với Bình Nguyên Quân. Vô Kỵ lại đem người chỉ gả cho Bình Nguyên Quân làm phu quân phu nhân. Từ đó Triệu Ngụy thông hiếu với nhau, có Mạnh Thường Quân đứng giữa làm môi giới. Mân Dương nước Tề sau khi Mạnh Thường Quân bỏ đi lại càng kiêu căng, muốn thay nhà Chu làm thiên tử. Bây giờ nước Tề sinh ra nhiều điều quá dị, trời mưa ráo máu trong khoảng vài trăm dặm, ướt cả áo người đi đường, tanh hôi lạ thường, lại đất nẻ dài trượng. Nước suối chảy ra, lại có người đến cửa quan mà khóc, chỉ nghe thấy tiếng mà không thấy hình. Nhân lân dân lấy làm lo sợ, các quan đại phu là Hồ Cán, Trần Cử đều lần lượt vào can ngăn Mân Dương và xin gọi Mạnh Thường Quân về. Mân Dương đều tức giận đem giết chết cả, sai phơi thay ngoài đường đi để bịt miệng những người muốn can. Vì vậy bọn Dương Chúc Thái Sử Hiểu đều xin bệnh từ chức và ẩn ở làng sớm. Đêm chỉ lo tính việc đánh Tề để báo thù. Giết người chết thăm kẻ mồ côi, tôn lễ hiền sĩ, đồng cam cộng khổ với quân lính. Vì vậy hào kiệt bốn phương theo về đông như cà chợ. Có người nước Triệu là Nhạc Nghị, cháu nội của Nhạc Dương, từ bé hay đọc binh pháp. Xưa Nhạc Dương được phong ở Linh Thọ, con cháu hoàng ở luôn đó, gặp cuộc loạn ở Sa Khâu đời chủ phụ. Nhạc Nghị bỏ Linh Thọ mang gia quyến đến ở Đại Dương làm tôi của Ngụy Chiêu Dương mà không được tin dùng. Nên nghe tiếng vua Yên Chiêu Đại Chiêu Hiền Đại Sĩ
muốn đến làm tôi, bèn mưu sang xứ Yên. Ý kiến Chiêu Dương nói về binh pháp, Chiêu Dương biết là người giỏi, đãi như quý khách. Nhạc Nghị nhún nhường, không dám. Dương xin cho được làm tôi. Chiêu Dương cảm mừng, liền bái Nhạc Nghị làm á khanh. Ngôi sao hơn bọn kịch tân, Nhạc Nghị bèn gọi hết người trong họ dời sang ở nước Yên làm dân Yên. Bây giờ nước Tề cường thịnh lấn đánh chư hầu. Chiêu Dương giấu kín tăm hơi, nô quân thương dân, đợi thời hành động. Đến khi Vân Dương đuổi Mạnh Thường Quân mà buông tay cuồng bạo, trong họ không sao chịu nổi. Thì nước Yên đã giàu của đông người, quân sĩ sẵn sàng đánh giặc để đền ơn nước. Chiêu Dương bèn hỏi Nhạc Nghị rằng: quả nhân ngậm cái thù của tiên nhân đã 28 năm nay rồi, chỉ sợ một mai chết đi không kịp tự tay cầm dao mà đâm vào bụng vua Tề để rửa thù cho nước. Nay vua Tề cuồng bạo trong ngoài đều quán, đó là ý trời muốn làm mất nước Tề. Quả nhân muốn đem quân đi cùng vua Tề quyết một trận sống mái. Vậy tiên sinh có điều gì dạy bảo quả nhân? Nhạc Nghị nói: nước Tề đất rộng người nhiều, quân lính quen đánh trận, ta chưa có thể một mình đánh được. Nếu đại dương muốn đánh thì phải mưu toan với các nước. Nước Kiệu là láng giềng gần nhất của nước Yên. Vậy bắt đầu nên hợp với Kiệu, rồi thì Hàn cũng tất theo, còn Ngụy thì có lại đang căm giận Tề, tất Ngụy cũng theo. Như vậy mới có thể đánh được Tề. Chiêu Dương lấy lòng phải, liền sai Nhạc Nghị đi nói với Kiệu. Vua Kiệu nhận lời. Đã gặp lúc có sứ thần ở đó, Nhạc Nghị liền đem cái lợi đánh Tề mà nói với sứ thần. Sứ thần về báo, vua Tần đang ghét nước Tề cường thịnh, sợ chư hầu phản Tần mà theo Tề, cũng bèn xin dự tiệc đánh Tề. Kịch Tân sang Ngụy nói với Tín Lăng Quân, Tín Lăng Quân cũng bằng lòng lại hẹn nước nước Hàn cùng dự vào, rồi cùng định kỳ xuất binh. Vua Yên bèn đem hết quân tinh nhuệ trong nước sai Nhạc Nghị thống sức. Tướng Tần là Bạch Khởi, tướng Kiệu là Liêm Pha, tướng Hàn là Đỗ Diêu, tướng Ngụy là Tấn Bỉ, mỗi người đốc sức một đạo quân. Đúng hẹn mà đến, Vua Yên sai Nhạc Nghị thống sức cả quân năm nước, gọi là Nhạc Thượng Tướng Quân. Thẳng đường tiến sang nước Tề. Vua Tề tự đốc sức đạo trung quân cùng đại tướng là Hàn Giáp đón đánh ở phía tây Tế Thủy. Nhạc Nghị thân đi trước quân lính, binh tướng bốn nước đều hăng hái xông đánh chém giết quân Tề thây lăn đầy đồng, máu chảy thành suối. Hàn Giáp bị em Nhạc Nghị là Nhạc Thừa giết chết. Các đạo quân thừa thắng đuổi theo, vua Tề thua to chạy về Lâm Chi, luôn ban đêm sai người sang sở cầu cứu, có xin chân cho sở là đất ngoại Bắc, một mặt kiểm điểm quân dân lên thành phòng giữ. Tần Ngụy Hàn Kiệu thừa thắng chia đường đi đánh lấy những thành ở biên cảnh, chỉ có Nhạc Nghị tự dẫn quân Yên kéo thẳng mãi vào, đến đâu đều hiểu dụ. Các thành nước Tề đều tan dở thế như chở che, đại quân áp thẳng đến thành Lâm Chi,
Quân Dương sợ quá, bèn cùng vài mối viên quan nhân võ ngầm mở cửa bắt chạy trốn sang nước Vệ. Vệ hầu ra tận ngoài thành đón nước rước và xưng thần mời vào thành, nhường chính điện cho ở, cung phụng rất cung kính. Mương Dương kiêu ngạo không muốn lấy lễ hay đãi vệ quân, thần quần nước Vệ đều không bằng lòng, ban đêm lẻn đến cướp các xe chở đồ. Mương Dương giận muốn nhờ vua Vệ đến chầu. Lão phải bắt kẻ trộm nhưng vua Vệ không mấy ngày không đến triều kiến, cũng không cung cấp thực phẩm cho anh ơi. Mân Dương xấu hổ quá, đợi mãi đến mặt trời đã xế chiều, trong bụng thấy đói lắm, sợ vua Vệ mưu hại mình, bèn cùng Di Di và mấy người nữa luôn ban đêm trốn đi. Nhưng những người đi theo mấy chủ mất chủ đều tìm đường tan chạy cả. Khi Mân Dương chạy đến cửa quan đất lộ, Dương lại giữ cửa khuy báo, vua Lỗ sai sứ giả ra đón. Di Di hỏi nước Lỗ đãi vua thế nào. Sứ giả nói sẽ đãi vua bằng 10 lò cổ Thái Lao. Di Di nói vua ta là thiên tử, thiên tử đến từng thú, chư hầu phải lánh ra ngoài cung. Sớm chiều phải tự mình coi nom thức ăn ở dưới thềm, thiên tử ăn xong mới lui vào coi chầu. À, chỉ đãi 10 cổ Thái Lao mà thôi ư? Sứ giả về báo vua Lỗ cả giận đóng cửa không cho vào nữa. Mân Dương lại phải chạy sang nước Châu. Gặp lúc vua Châu mới chết, Mân Dương muốn vào thăm. Di Di bảo người nước Châu rằng thiên tử hạ mình đã điếu tang, chủ nhân phải trở lưng về ở quan, đứng ở hè phía tây ngoảnh mặt về phía bắc mà khóc. Thiên tử đứng ở hè trên ngoảnh mặt về phía nam mà giếng người đã chết. Người nước Châu nói rằng nước tôi nhỏ không dám phiền thiên tử hạ mình đến giếng, rồi cũng cự không cho vào. Mân Dương hết đường chạy không biết tính thế nào. Di Di nói nghe đâu thành Cử Châu còn giữ được, sao không chạy đến đó? Quân Dương liền chạy đến Cử Châu, đốc quân giữ thành để chống với quân Yên. Nhạc Nghị đánh hóa được cái thành Lâm Chi, lấy hết tài vật và tế khí của nước Tề và những trọng khí của nước Yên bị Tề cướp ngày trước. Dùng xe lớn trở về nước Yên, Chiêu Dương mừng quá, thân lính trên sông Tế khao thưởng ba quân, phong cho Nhạc Nghị đất Xương Quốc, gọi là Xương Quốc Quân. Chiêu Dương trở về nước, lưu Nhạc Nghị ở lại Tề để thu nốt những thành còn chưa hàng phục. Tổng thất của nước Tề có một người là Điền Đang, có chí thực và biết diệt quân. Mân Dương không biết trọng dụng, hiện lúc ấy chỉ làm một người coi chợ ở Lâm Chi. Quân Yên vào thành Lâm Chi, nhân dân đều chạy loạn, Điền Đang cùng cả họ chạy trốn ở Yên Bình, đem chặt bỏ đầu cái trục xe của mình cho sát trên dòng bánh, rồi lấy sắt bịch chặt cho vững chắc. Ai nấy đều chê cười, không bao lâu quân Yên đến đánh Yên,
Yên Bình thành dở, người Yên Bình lại tranh nhau chạy trốn, các xe xô đẩy nhau. Vì nhiều đầu trục va chạm vào nhau không thể đi nhanh được, chỉ có xe của người họ Điền vì đầu trục đều đã bọc sắt, không có chút dấn díu, đi được nhanh chạy thoát được đến tức mặt. Nhạc Nghị lại chia quân đi cướp đất, đến nắp hoạch nghe quan thái phó cũ nước Tề là Dương Chúc ở đó. Bèn truyền lệnh cho quân dây ngoài ấp cách 3 dặm không cho phạm đến, rồi sai người đem lễ đến Chúc muốn tiến lên vô yên. Chúc là từ bệnh già không chịu đi, sứ giả nói thượng tướng quân có lệnh thái phó sẽ đến dùng ngay làm tướng và phong cho ấp quân nhà, nếu không đi thì sẽ đem quân làm cỏ cả nhà cả ấp. Chúc ngửa mặt lên trời than rằng: trung thần không thờ hai vua, liệt nữ không thờ hai chồng, vua Tề xa bỏ những người trung thực cho nên lâu tôi về nhà mà cày ruộng. Nay nước mất vua chạy tôi không thể cứu được, nay các người lại trực lấy binh lực dọa tôi sống mà chịu tiếng bất nghĩa, chẳng thà giữ trọn nghĩa mà chịu chết còn hơn. Nói xong tự treo đầu lên trên cây, giật mình một cái cổ đứt mà chết. Nhạc Nghị nghe nói than tiếc mãi không thôi, rồi sai làm lễ táng rất hậu, dựng mộ chí đề rằng: mộ Dương Chúc trung thần nước Tề. Nhạc Nghị ra quân vừa 6 tháng, đánh hạ được 72 thành nước Tề. Đều đặt lòng quận huyện của Yên, chứ chỉ có Cửu Châu và Thất Mặc người Tề cố giữ không sao hạ được. Nhạc Nghị bèn cho quân lính nghỉ, kiệt bỏ chính lệnh nghiêm khắc của nước Tề, lại lập đền cùng với Tế Hoàn Công, Quản Duy Ngô tìm thăm những người ẩn sĩ. Dân Tề đều vui mừng, Nhạc Nghị cho rằng Tề chỉ có 2 thành mà lại trong tay mình thì cũng chẳng làm gì được, cho nên không cố đánh lấy nữa. Lại nói vua Sở tới sứ Tề sang xin quân cứu và hứa dân đất Hoài Bắc. Bèn sai đại tướng là Trác Sĩ đem 2 vạn quân lấy cớ đi cứu Tề, sang Tề nhận đất. Vua Sở bảo Trác Sĩ là: vua Tề gấp quá mà phải cầu ta, tướng quân sang đó cứ liệu chừng mà làm, hãy có lợi cho Sở thì cứ tùy ý mà làm việc. Các sĩ tạ ơn đem quân đi. Yết Tề Mân Dương ở Cử Châu, Mân Dương cảm cái ơn các sĩ đến cứu, bèn lập làm tướng quốc. Quyền lớn đều về tay sĩ. Sĩ thấy quân Yên thế mạnh muốn giết Mân Dương, cùng Yên chia nhau đất Tề. Khiến người Yên lập mình làm vua, Nhạc Nghị đáp lại rằng: tướng quân giết kẻ vô đạo, tự mình lập nên công danh, sự nghiệp ấy đến hoàng, dân ngày xưa cũng không đáng kể, vậy xin dân mệnh. Các sĩ mừng quá, bèn hoàng quân ở Cổ Ly, mời Mân Dương đến diệt binh. Mân Dương đến nơi liền sĩ liền bắt mà kể tội rằng: Tề có 3 cái điềm mất nước, mưa ra máu đó là trời bão, đất nẻ toang đó là đất bão, có người đến giữa cửa ái quan mà khóc đó là người bão. Vậy mà vua không biết răn sợ, giết người trung, bỏ người hiền.
mong mỏi đều phi nhạc phận, nay đất đai đều mất hết, phải chậm sống ở một thành, còn muốn làm gì nữa? Mân Dương cúi đầu không nói gì. Di Di ôm lấy mà vua mà khóc. Các sĩ sai dứt Di 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 trước, rồi rút gân Mân Dương treo trên nóc nhà. Sao qua ngày Mân Dương mới tắt hơi, Mân Dương bị giết như thế thật thảm quá. Các sĩ về Cửu Châu. Muốn tìm thế tử con vua mà giết nút, nhưng không thấy bèn làm biểu tâu vua Yên tự kể công mình và nhạc nghệ chuyển đạt cho. Lại nói quan đại phu nước Tề là Dương Tôn, dạ, mới 13 tuổi cha mất chỉ còn có mẹ già. Mân Dương thương cho lòng quan. Mân Dương bỏ chạy, dạ cũng theo đi. Đến nước Vệ lạc nhau, chẳng biết Mân Dương ở đâu nữa. Tôn Dương giả bèn lẻn về nhà, bà mẹ trông thấy hỏi vua Tề đâu, giả nói. Con theo vua đến nước Vệ nữa, đêm vua tôi cùng bỏ trốn, không biết vua đi về ngã nào. Bà mẹ vẫn nói rằng, mày sớm đi chiều về thì ta đứng tựa cửa ngoài mong. Mày chiều đi mà không về thì ta đứng tựa cửa mà mong. Vua mong bày tôi, có khác chiên mẹ mong con. Mày làm tôi vua Tề. Ban đêm vua chạy trốn, mày không biết vua đi đâu, sao lại dám bỏ về? Giả thẹn quá lại từ quyệt mẹ già, đi tìm vua Tề. Nghe vua ở Cửu Châu thì đến ngay để tìm. Khi đến đó biết vua Tề đã bị Trắc Sĩ giết. Giả bèn trần tay áo lên tả Âu Hào ở ngoài chợ rằng Trắc Sĩ làm tướng Tề mà giết vua, thế làm tôi bất trung. Nếu ai bằng lòng cùng ta giết kẻ có tội thì theo ta, cùng trần tay áo bên tả. Người trong chợ liền bảo nhau rằng, người ấy ít tuổi mà có lòng trung nghĩa, chúng ta ai là người thượng nghĩa, tưởng đều nên theo. Một chút có đến 400 người trần tay áo bên tả. Bây giờ quân sở dẫu nhiều nhưng đều chia nhau đóng ngoài thành. Trắc Sĩ ở cung vua Tề đang uống rượu say, sai phụ nữ tấu nhạc làm vui. Vài trong quân lính giàn hầu ở ngoài cung. Dương Tôn giả đem hơn 400 người xông vào cướp khí giới quân lính sánh vào trong cung, bắt các sĩ xả thay ra, băm nát nghiền thành nước thịt. Rồi đóng cửa thành cố giữ, quân sở không có chủ tướng, một nửa bỏ trốn, một nửa đầu hàng nước Yên. Lại nói thế tử Tề và Pháp Chương nghe vua Tề bị hại, bèn cải trang làm người nghèo khổ. Tự người ở Lâm Chi tên là Dương Lập chạy đi lánh nạn, nhưng không biết đi đâu, phải già nhà thái sử Hiểu làm mướn. Giữ việc tứ giường, làm lụng chăm chỉ không ai biết là con vua. Thái sử Hiếu có người con gái tuổi vừa cập kê, bỗng ra chơi ngoài giường thấy trạng mạo Pháp Chương lấy làm lạ, nghĩ thầm người này không phải là người thường, cớ sao lại phải phức phục ở đây. Rồi sai thị nữ hỏi dò lai lịch. Pháp Chương sợ dạ nhất định không chịu nói ra. Rồi con gái nghĩ thầm đây là rồng đội lúc cá nên sợ gì mà phải giấu.
tức người này vậy sao, phú quý không biết thế nào mà nói vậy. Từ đó thời thường sai thị nữ cung cấp cho áo cơm, lâu dần thành ra thân cận. Pháp Vương bèn ngỏ riêng thân thế cho người con gái biết. Người con gái bèn cùng Pháp Vương đến nước vợ chồng rồi tư thông với nhau, cả nhà không ai biết. Bây giờ viên tướng giữ thành tức mặt bị bệnh chết, trong quân không chủ, muốn chọn một người biết dược binh cử lên làm tướng mà không có người. Có người biết dược, liền đang chặt bọc đầu trục xe sắt. Chạy nạn được toàn nói tài ấy có thể làm tướng, bèn cùng nhau tôn lên làm tướng quân. Điền Đăng phải cầm gián thuẫn, cùng sĩ tốt cùng làm việc. Họ hàng Tứ Thiết được ghép trong hàng ngũ cả, người trong thành vừa sợ vừa yêu. Đại nói quần thần nước Tề bỏ chạy tán loạn, nghe việc Dương Tôn Giả cùng đi dò tìm thái tử hơn một năm. Pháp Chương biết là thật lòng, bèn ra mắt tự nói mình là Pháp Chương. Thái tử Hiếu báo cho Dương Tôn Giả biết. Giả bèn mang xe đến đón về lên ngôi vua. Đó là Dương Tương Tư, rồi báo việc ấy cho Thành Tức Mặc biết. Ước cùng giúp nhau để chống quân Yên. Nhạc nghỉ dây suốt 3 năm không được, bèn giải dây lui ra 9 dặm đắp lũy để giữ. Hạ lệnh rằng trong dân trong thành có ai ra kiếm củi thì cho ta không được bắt, ai đói thì cho ăn cơm, ai rét thì cho áo mặc. Có ý muốn cho dân trong thành phải cảm ơn và vui lòng quy hàng. Lại nói quan đại phu nước Yên là Kỷ Kiếp có sức khỏe và cũng hay nói việc binh, quen thân với thái tử Nhạc Tư, có ý muốn chiếm lấy binh quyền. Bèn bảo thái tử rằng vua Tề đã chết, chỉ còn có thành tử Cử Châu Tức Mặc là ta chưa lấy được mà thôi. Trong có 6 tháng Nhạc Nghị hạ được hơn 70 thành của Tề. Vậy còn 2 thành ấy không có lấy nốt có khó khăn gì? Sở dĩ Nhạc Nghị không lấy ngay là vì thấy người Tề chưa quy phục nên muốn thông thả đem ăn quy để kết chặt lòng dân Tề. Chẳng bao lâu nữa Nhạc Nghị sẽ tự lập làm vua Tề đó. Thái tử mới nói với Chiêu Dương, Chiêu Dương giận nói rằng cái thù của Thiếu Tiên không phải là Xương Quốc chân quốc quân không thể báo được. Cho dù Xương Quốc quân thực muốn làm vua Tề, cải công há chẳng đáng ru. Bèn đánh thái tử 20 roi rồi sai sứ cầm cờ tiết đến Lâm Chi bái Nhạc Nghị làm vua Tề. Nhạc Nghị cảm kích mở mắt thề chết không chịu mệnh. Chiêu Dương nói ta vốn biết bản thân của Nhạc Nghị quyết không bao giờ là phụ ta. Chiêu Dương về ham thật thần tiên, sai phương sĩ luyện kim thạch làm thuốc thần, uống vào lâu ngày phát nhiệt thành bệnh mà chết. Thái tử Nhạc Tư nối ngôi, đó là Huệ Vương. Điền Đăng thường mặc sai người sang Yên dò thám sự tình, nghe việc Kỷ Kiếp âm mưu thay quyền Nhạc Nghị mà việc thái tử bị đánh, nói rằng nước Tề khôi phục được là ở đời sau chứ nước Yên chăng? Đến khi Yên Huệ Vương lên ngôi, Điền Đăng sai người sang phao lên ở nước Yên rồi Nhạc Nghị muốn làm vua Tề đã lâu, vì chịu hậu ân của Tiên Vương nên không nỡ làm phản. Cho nên quản đánh hai thành để chờ cơ hội đó.
nay vua mới lên ngôi, hắn sắp cho Tức Mặc giảng hòa. Người tài sở nhất là Yên Khoái, tướng khác đó. Thì thành Tức Mặc sẽ bị tàn phá chẳng còn gì nữa. Yên Huệ Dương đã lâu vẫn nghi ngờ Nhạc Nghị. Khi nghe lời phao đồn ấy hợp với lời nói của kỵ Kiếp thì tin ngay, bèn sai kỵ Kiếp đi thay Nhạc Nghị mà chịu Nhạc Nghị về nước. Nhạc Nghị sợ bị giết, nghĩ mình là người chịu, bèn bỏ chạy về chịu. Do Kiệu Hoàng không cho ở đất Quan Tân, gọi là Giọng Chư Quân. Kỵ Kiếp lên thay Nhạc Nghị làm tướng thì đổi hết quân lệnh của Nhạc Nghị. Quân Yên đều căm giận không phục. Kỵ Kiếp đến Lý Ba ngày thì đem quân đi đánh Tức Mặc, dây thành mấy vòng, trong thành rất giữ rất vững. Điền Đang sớm dậy bảo người trong thành rằng: đêm qua ta chiêm bao thấy thượng đế bảo ta rằng sẽ lại nổi Yên tất phải thua. Bất nhật sẽ có thần nhân làm cho quân sư ta, đánh trận nào được trận nấy. Có một tên tiểu tốt hiểu ý, nó chạy đến trước mặt Đang nói nhỏ rằng: tôi có thể làm quân sư được không? Nói rồi té chạy. Điền Đang nói: vị thần nhân thấy trong chiêm bao tức là người này. Rồi cho tên tiểu tốt đội mũ hoặc áo. Để trong quân tướng cho ngồi trên, ngoảnh mặt về phía bắc mà thờ làm thầy. Tên tiểu tốt nói: tôi thật sự không có tài cán gì cả. Điền Đang nói: ngươi cứ nhận, ngươi cứ im, chớ có nói gì. Rồi gọi thần sư, mỗi lần hạ một lệnh thì tất bẩm lệnh cho thần sư đã rồi làm, lại bảo người trong thành rằng: thần sư có lệnh. Đến bữa ăn phải tới trước tiên ở tổ sân để được tổ tôn phù hộ cho. Người trong thành dân theo lời dạy. Chim chóc trên bay thấy giữa sân có thể để tới đồ tế đều xà xuống ăn. Như vậy sớm chiều hai lần, quân Yên trông thấy làm lấy lòng quá dị. Quân Yên lại nghe chuyện có thần sư xuống giúp, cùng bảo nhau rằng nước Tề được trời giúp, không thể địch nổi. Nếu địch lại tất trái ý trời. Điền Đang lại sai người nói xấu Nhạc Nghị rằng: Sương Quốc quân lành quá, bắt được người Tề không giết, cho nên người trong thành không sợ. Nếu sẽ mũi đi sẽ lên hàng trước thì người Tức Mặc tất phải khổ mà chết. Kỵ Kiếp tinh thực đem bao nhiêu quân hàng xẻo mũi hết cả. Người trong thành thấy sợ quá, bảo nhau cố giữ. Để đề quân Yên bắt được, Điền Đang lại cho nói rêu rao rằng: hồ mã của mọi người trong thành đều chôn ở ngoài thành cả. Nếu bị quân Yên đào bỏ thì phải làm thế nào? Kỵ Kiếp lại sai quân lính đào hết mồ mã ở ngoài thành, đốt thay người chết, quăng bỏ hài cốt. Người Tức Mặc ở trên thành trông thấy đều khóc lóc căm tức, muốn được ăn thịt người Yên. Cùng nhau kéo đến quân môn xin đánh trận để báo thù cho tổ tôn. Điền Đang biết là quân lính có thể dùng được rồi, bèn kén chọn 5.000 người cường tráng cho ẩn ở các nhà dân, còn bao nhiêu người già phụ nữ đều sai lần lượt giữ thành.
lại sai sứ đưa lễ sang quân Yên, nói trong thành lương hết đã định đến ngày mổ thì ra hàng. Kỷ kiếp bèn hỏi chư tướng rằng: ta với Nhạc Nghị thế nào? Các tướng đều nói Kiếp giỏi hơn Nghị gấp mấy lần. Trong quân đều nhảy nhót hô vạn tế. Điền Đang lại thu ở trong dân được hơn nghìn vàng. Xe các nhà giàu đưa biếu riêng các tướng Yên, yêu cầu trong ngày hạ thành sẽ bảo toàn gia quyến cho. Các tướng Yên cả mừng nhận vàng, lại giao cho mỗi nhà một lá cờ nhỏ bảo phòng bị gì cả, cắm ở trên cửa để làm dấu hiệu rồi không phòng bị gì cả, chỉ ngóng ngóng chờ Điền Đang ra hàng. Điền Đang lại thu ở trong thành được nghìn con trâu. Mai áo đỏ giá năm sắc rồng, khoác vào mình trâu, lấy những lưỡi dao nhọn buộc vào sừng trâu. Lại lấy cỏ khô, tẩm dầu buộc vào đuôi trâu. Kéo lê đằng sau như cái chổi lớn. Trước kỳ hạn ra hàng một ngày, xếp đặt đâu vào đấy, ai nấy đều không hiểu ý thế nào. Điền Đang giết trâu làm tiệc, đã đến lúc hoàng hôn. Triệu năm người quân cường tráng cho ăn uống no say, vẽ năm sắc mặt, năm sắc vào mặt, cho cầm khí giới chạy theo trâu, sao trăm họ đào thành làm hang, tất cả dài mua chỗ. Dồn trâu chu qua ra hang ngoài, châm lửa đốt bó cỏ buộc ở đuôi, lửa cháy gần đến đuôi trâu, trâu bị nóng quá nóng lên chạy thẳng qua dinh quân Yên. Năm nghìn tráng sĩ ngậm tâm chạy theo. Quân Yên cứ chắc là ngày hôm sau tề đầu hàng thì sẽ kéo vào thành. Cho năm ba tê đi, ba tê đó mới hồi 8-9 giờ sáng mà, kệ nó đi ăn sao đâu. Nên ban đêm đều ngủ yên cả, bỗng nghe tiếng chạy rình rịch, giật mình tỉnh dậy. Thấy có hơn nghìn ngọn đuốc sáng rực cho ban ngày. Sáng giờ đâu có ăn gì đâu à. Ăn cỏ dướng thôi. Ta trông thấy những con vật mình có vẻ rồng hộc chạy đến. Cặp sừng hút vào đâu, người chết và bị thương đến đấy. Trong quân rối loạn, 5.000 tráng sĩ không nói không rằng, dao lớn búa to cứ gặp người là chém. Dẫu có 5.000 người mà khí thế hăng hái bằng mấy vạn quân. Với lại quân Yên mấy hôm trước vẫn nghe quân Tề có thần sư xuống dạy, bây giờ thấy những quân mặt mũi lang lổ như ma quỷ. Thì lại càng ghê sợ, không dám chống lại. Điền Đang lại thân sức. Cảm ơn các bạn đã xem hết bộ truyện này nhé. Các bạn nhớ ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Bye bye, see you again.